Đặc sản Hà Nội đây anh em ạ. Tắc dã man cả hai chiều. Kinh khủng luôn. Tàu điện trên cao. Dưới kia cũng thế anh em ơi. Đúng là Hà Nội không vội được đâu. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Và trước mắt quý anh chị và các bạn là hình ảnh chiếc Mazda BT50 sản xuất năm 2020. Xe được trang bị số tự động một cầu máy dầu 2.2. Màu xanh rất là đặc biệt. Xe một chủ đẹp căng anh chị ạ. Con này được trang bị la răng phay, gương kính chỉnh điện, có cụp gương, có xi nhan gương, phanh ABS, điều hòa tự động, hai vùng độc lập. 2020 form mới. Chạy chắc lịch. Máy gầm đại chất. Sơn xi nó hơi sứt sát tí. Về Đức Trung sẽ cho tút tát, dọn dẹp vệ sinh tí. Con này nó siêu đẹp rồi. Đấy, con này thì bên Đức Trung đang dự kiến bán là dưới 500 triệu. Đấy, anh em quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể liên hệ với mình, hoặc là anh em có thể để lại số điện thoại để mình gọi cho anh em inbox cho mình nhé. Nay vừa về đến đây thì mình cũng quay sơ sơ này thôi, để khi mà làm cho nó sạch sẽ đẹp đẽ lên thì mình quay chi tiết. Lốp theo xe còn cả dàn nha anh em nhé. Đấy, lắp thùng thấp. Nói chung là xe zin đẹp xuất sắc. Đây bộ ghế da theo xe. Ghế da nguyên bản. Vô lăng. Củ số. Đây điều hòa tự động. Táp lô. Sàn 3D. Trần lý nguyên bản. Xe trang bị phim cách nhiệt hết rồi. Máy số keo chỉ rồi là kính zin hết anh chị nhá. Này đi về có tiếng cộc 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 cộc, hóa ra là cái kích này, cái kích này nó vang đây. Đấy. Thì đi sóc nó vang đây. Xem lại cái cách bắt cái kích này. Nói chung là xe thì nó cũng hơi sứt sát tí tí, không đáng kể. Có những cái vết xước nhỏ nhỏ. Đấy,
lốp theo xe. Sắt xi gầm bệ đẹp. La răng không bị chảy xước. Cái ống xả còn sáng trưng. Sang quay ống xả cho anh em xem. Đây, cái dòng này thì nó có cảm biến cảnh báo va chạm từ phía sau này. Đấy, cái ống xả sáng trưng luôn anh em nhé. Dập zin tem. Đấy, xe siêu chất. Đấy, số tự động một cầu. Ghế da nguyên bản. Nếu như mà xưởng không bận thì chỉ một ngày thôi là làm xong tất cả mọi thứ, mình sẽ lên sóng lại thật là chi tiết hơn để anh em tham khảo. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Mình xin phép được kết thúc video tại đây nhé.